Và thưa quý vị và các bạn, có thể nói rằng là cái thực trạng này thì đã xảy ra từ rất là lâu rồi đúng không ạ? Không phải đến đám tang của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, mà tôi để ý thấy là trong những cái đám tang hoặc là nhiều hoạt động khác trước đây, nhất là cứ liên quan đến người nổi tiếng. Ví dụ như hồi mùa dịch thì có nghệ sĩ Phi Nhung chẳng hạn, chúng ta cũng thấy rất là nhiều những cái hành vi như vậy. Và thực ra mà nói thì nó cũng có nhiều nguyên nhân lắm, không chỉ là đến từ các YouTuber hay là vlogger hay là TikToker đâu. Vì vậy cho nên là cá nhân tôi cho rằng là ở đây phải có một cuộc gọi là cải cách thực sự về văn hóa ứng xử, hoặc là nó phải có cái chế tài nào đó, chứ nó không thể cứ thế này được đúng không Nguyên? Tôi nghĩ chế tài là đúng khi mà ý thức của người dân khó có thể nâng cao trong một khoảng thời gian nhanh chóng. Vì vậy, không biết rằng các cơ quan chức năng sẽ có những câu trả lời như thế nào liên quan tới những người mà đang vi phạm pháp luật, hay cũng như là họ đang lợi dụng uy tín, danh dự và cả công danh của người khác để có thể làm lợi lộc cho mình. Ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng theo dõi phóng sự mà chúng tôi đã ghi nhận. Không chỉ là đưa tin đám tang, những nội dung content vi phạm chuẩn mực đạo đức, vi phạm pháp luật vẫn đã và đang tồn tại trên nhiều nền tảng mạng xã hội. Chỉ cần một click, các thông tin chẳng biết là đúng hay sai, miễn là nhiều view, nhiều like vẫn lọt top thịnh hành. Từ đó tiếp cận tới nhiều người, mang tới sự tiêu cực và độc hại. Bây giờ họ chỉ muốn mình có quyền lực. Muốn mình có quyền lực thì tất cả những sự việc nào mà nóng sốt ở cái xã hội này họ phải tham dự, có mặt, họ cần phải live stream. Họ cần phải nói, họ không có kỹ năng nói, họ cũng cứ nói. Thế cho nên là hóng được một cái thông tin ở đâu, chả cần biết là nó đúng hay là không đúng, là bắt đầu là phải nói ra đã. Và vì vậy cho nên là những sự kiện rất buồn của người ta cần phải chia sẻ, thì bây giờ là mình đến, có chia sẻ gì đâu, mình đến mình đưa tin đã. Có những cái vụ tai nạn mà đáng nhẽ là mình cần phải lao vào và mình cứu và mình phải hỗ trợ nạn nhân đi. Thì ngồi live stream đã. Thế hệ trẻ hiện nay đang gặp một vấn đề rất là nan giải. Đó là cái việc dễ dàng kiếm tiền ở trên nền tảng số. Nó đã khiến cho bản thân họ bất chấp tất cả, không có cái ranh giới đạo đức nào. Nhưng nếu như trước đây để mà trở thành một nhà báo, để trở thành một cái gọi là một cái người mà có thể phát ngôn được, chúng ta sẽ phải học rất nhiều về những cái đạo đức, học rất nhiều về những cái gọi là những cái nguyên tắc làm việc. Nhưng hiện nay những cái YouTuber, những cái gọi là TikToker không được học những cái điều đó, và bản thân họ đương nhiên họ sẽ bằng mọi giá để kiếm tiền. Không chỉ gây hệ lụy lớn đối với người trẻ, những nội dung content bẩn tràn ngập mạng xã hội cũng là một trong số những nhân tố làm ảnh hưởng tới những người sáng tạo nội dung chân chính. Khi không chỉ làm xấu hình ảnh của các YouTuber, TikToker, các thông tin gây sốc cũng là gánh nặng trong môi trường cạnh tranh về thông tin hiện nay. Cái hành động hoặc những cái video đăng tải về những dạng nội dung tiêu cực như vậy thì cũng có thể nói rằng là tạo được cái hiệu ứng, cái sự tương tác và hút view hơn mà những người làm sáng tạo nội dung như bọn em. Và hơn nữa thì cũng gây ảnh hưởng xấu đến nền tảng mà các bạn ý đăng tải và sử dụng. Em nghĩ là những hành động đấy thì cũng xuất phát từ việc mà các bạn muốn được nổi tiếng quá nhanh, hoặc là đôi khi các bạn không có những nhận thức rõ ràng về việc và hành động mà các bạn đang làm. Trách nhiệm rất lớn là của những cái nền tảng mạng xã hội nó cung cấp. Ông phải tự có trách nhiệm là đảm bảo là những nội dung ở trên nền tảng của ông nó không có gọi là gây độc hại. Còn nếu ông vi phạm nhiều quá thì có thể cũng giống như một số quốc gia, họ hơi cực đoan nhưng mà họ cấm luôn. Đấy, và bây giờ thì chúng ta cũng cần phải nghiên cứu đến những cái cơ chế để mà nếu mà những cái người sáng tạo nội dung số ấy đã vi phạm các cái chuẩn mực về cộng đồng, vi phạm các chuẩn mực liên quan đến văn hóa, đạo đức, lối sống ấy, thì không phải là chỉ có phạt hành chính đâu. Tại vì tiền kiếm của họ, họ sẵn sàng vi phạm để họ có nhận được một cái khoản thù lao nó còn lớn hơn cả cái tiền phạt ấy, thì họ chả bao giờ họ dừng lại cả. Sử dụng chiêu trò để thu hút sự chú ý, từ đó gây nên những sai lệch về thông tin và nhận thức. Mức độ hệ lụy của các nội dung rác trên mạng xã hội đã và đang nhân lên gấp nhiều lần khi nó được thực thi trên các nền tảng số thiếu tính kiểm soát. Câu chuyện nhận thức là quan trọng, nhưng mà cái câu chuyện hoàn thiện các cái hệ thống thể chế luật pháp của chúng ta cũng quan trọng không kém. Vì thực tế cho thấy rằng là các cái hiện tượng ở trên không gian mạng ấy, nó là những cái hiện tượng mới, rất là đa dạng, phong phú, nhiều cách thể hiện khác nhau. Chính vì thế nên là chúng ta phải luôn luôn cập nhật luật pháp của chúng ta. Vì có những thứ thì không vi phạm pháp luật, nhưng nó lại vi phạm đạo đức. Đạo đức thì nó rộng lớn hơn là pháp luật. Chính vì thế nên là nếu chúng ta tuân thủ các cái quy tắc đạo đức, nếu chúng ta tuân thủ những cái định hướng
ở trong xã hội ấy, thì chúng ta sẽ tránh được những cái hành động tiêu cực như các cái TikToker hoặc là các YouTuber đã đưa lên trên mạng trong thời gian vừa qua. Xây dựng môi trường mạng xã hội với những thông tin văn minh, việc làm không dễ nhưng không phải là không khả thi, nhất là khi hiện nay công chúng đã bắt đầu có những nhìn nhận về vấn đề này. Tuy nhiên, một chế tài đủ nghiêm, một sự thông minh sàng lọc khi lựa chọn các thông tin tiếp nhận của mỗi người mới chính là biện pháp hữu hiệu để những trò giật tít câu view chính thức được dập tắt.